Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay là một ngày đầu tiên của năm 2023 các cháu nhá. Bà lại tiếp tục làm clip và sẽ làm một mâm kem hoa quả siêu to khổng lồ các cháu nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu này, nguyên liệu của mâm kem hoa quả đây là bà chuẩn bị rất chi là đơn giản thôi. Đây này, thăng long này, cam này, dứa này và dưa này đấy, còn thiếu một màu xanh nhá, tí nữa khả năng là bà lại đi chuẩn bị ổi hoặc là bơ nhá. Và đây có cho thêm là đường này để cho ăn kem cho nó ngọt nhá. Còn cái cốc đây là cái cốc nước mía này, các cháu nhìn đấy. Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn nhá. Bà sẽ đi gọi là gọt dưa rồi ép lấy nước nhá, xong rồi bà bỏ đường vào, xong là bà bỏ vào khuôn hay là bỏ vào tủ lạnh thôi các cháu nhá. Bà làm rồi bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Thì nhân tiện đây là bà cũng chúc tất cả các cháu bước sang năm mới có một sức khỏe thật là dồi dào, an khang và thịnh vượng các cháu nhá. Đấy, hôm nay là một ngày đầu tiên, là một ngày là bà làm clip bắt đầu đấy các cháu nhá. Thì bà rất chi là mong các cháu gọi là ủng hộ bà thật nhiều và like, đăng ký kênh để bà thêm nhiều sức mạnh nhá. Bà làm nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Thôi bà đi thực hiện luôn à. Thôi bà đi đây. Bà làm kem vị dưa hấu trước các cháu nhá. Trái dưa hấu các cháu nhìn này rất là to luôn đấy. Bà gọt vỏ đi. Ui cứng thế. Ôi sao nó cứng thế các cháu ơi. Các cháu ạ, bà gọt vỏ đi, bà lấy cái lõi của nó xong bà bỏ vào xay đi. Nhưng mà bà chuẩn bị được trái dưa này vỏ hơi dày, cứng. Giờ bà bỏ nhỏ ra để xay cho nó dễ các cháu ạ. Ui các cháu nhìn này, ngon chưa? Đấy, đỏ áo. Xay hết rồi, bây giờ bà sẽ đi xay nó nhỏ ra xong bà bỏ vào khuôn các cháu nhá. Bây giờ bà sẽ bỏ vào xay nhá. Đây, bà bỏ đường vào cho nó để thêm vị ngọt các cháu nhìn này. Đấy. Bà đổ trực tiếp luôn vào khuôn đây các cháu nhìn này. Đấy, xong cắm que vào các cháu ạ. Rồi. Đấy, kem hoa quả này ăn là mát đấy các cháu ạ. Mà làm lại còn dễ nữa nhá các cháu nhá. Đấy, bây giờ bà cho thêm tí nước sôi để nguội vào này. Đấy, đậy vào. Rồi, và lại đổ tiếp. Tiếp. Ủa, thêm qua lại cho lỡ. Các cháu ạ, say rối rồi các cháu nhá. Say rối rồi. Wow, món kem dưa hấu lại ăn là ngon đấy. Ai dạ. Đây, bây giờ bà sẽ đậy lắp vào cho bà đóng que này. Rồi, đây là que đây các cháu nhìn này. Này que này. Đấy, cắm vào đây. Ui cái que cũng siêu to khổng lồ thế này. Ấy, tiếp. Rồi, tiếp.
các cháu đã hình dung ra que kem của bà chưa? Đấy, bà có thông minh không các cháu ơi? Đấy, đây các cháu nhìn này. Đấy, bà không có khuôn kem cho nên bà làm bằng cái cốc rồi các cháu nhá. Đấy, rồi. Bà để đây. Tương tự như là bà làm tiếp. Bà làm xong vị dưa hấu này, bà lại đi làm vị khác các cháu nhá. À, các cháu ơi, bây giờ bà làm đến vị kem hoa quả cam nhá. Đây này các cháu nhìn này, cam bà đã bóc hết rồi. Bà sẽ cho vào máy bà xay qua thôi. Đấy. Cam lại cho đường tiếp các cháu ạ, để ăn kem nó ngọt. Đấy, bà chế tí nước sôi để nguội vào. Đấy, món này, kem này hôm nay lại cũng ăn lại cũng hấp dẫn đấy. Rồi, bây giờ bà lại đổ vào khuôn này. Wow, nó rất thơm các cháu ạ. Đấy, vị cam nó lại lên màu vàng ươm đấy. Tiếp. Bà xay rất dối rồi, nó lát hột cho các cháu nhá. Đấy. Tiếp lại đường. Kem này là ăn là nó có vị chua chua đấy. Thơm phức tinh vị cam rồi các cháu ạ. Wow. Tiếp tục. Bây giờ bà lại đậy lắp vào, sau bà lại đi làm vị khác các cháu ạ. Đấy. Xem là nó có dính đôi lắp, một lắp. Mắt bà kém đôi khi cho hai lắp. Và cắm que này. Đấy, đây. Các cháu nhìn này. Đấy, sau bà bỏ vào tủ lạnh khổng lồ, sau là nó thành kem các cháu nhá. Bà lại mời tất cả các cháu tới đây cùng ăn kem hoa quả với bà nhá. Rồi. Bây giờ bà làm đến vị tháng năm các cháu nhá. Đây, các cháu nhìn này, tay bà làm nó tím bầm này. Đấy, màu tím thủy chung ngon chưa? Các cháu nhìn này. Món kem này ăn mới là hot này. Thôi, bây giờ bà bỏ vào bà lại xay tiếp là trơn thế. Đỏ ngầu. Yeah. Các cháu thấy không? Thằng Long xay nó nhanh không? Màu nó đẹp không? Ui, tím thủy chung đấy. Rồi, bây giờ bà lại đổ vào cốc ra. Ui, đủ cái máy sao nó chảy thế? Các cháu nhìn này. Wow, ui, đẹp chưa? Rồi, bên này. Rồi, các cháu này. Ui. Tím thủy chung luôn các cháu ạ. Nhìn nó biết là ngon rồi. Chỗ này làm hai cốc cho vơi vơi à. Hết. Rồi, bây giờ bà lại đậy lắp này. Các cháu này. Đấy, lại đậy lắp này. Rồi cắm que là. Bà lại cắm que vào là. Đấy. Các cháu nhìn này, thành một chiếc que kem rồi đấy. Các cháu thấy bà thông minh không? Mà không có khuôn cho nên bà làm thế đấy. À, các cháu ơi, bây giờ bà làm đến vị dứa các cháu nhá. Đây, rội đường vào để ăn cho nó ngọt. Thêm tí dứa nó chua các cháu ạ. Nhưng mà kem dứa là ngon đấy. Bà bỏ nước này. Rồi. Bật máy nè. Bà phải giữ đây à. Các cháu ạ, xay dứa nó dài hơn, hơn dưa, mới hơn thằng Long. Rồi, đấy, ui thơm đấy. Kem dứa này là ăn là các cháu ăn là giảm cân đấy, chua thơm. Rót này. Vàng khộm luôn này. Đấy. Thơm ngát đây. Tiếp.
Bà đậy lắp vào các cháu nhá. Đấy, bấm vào là lại cắm que là. Đây. Các cháu nhìn này. Đấy. Vị dứa là nó màu vàng nhạt, vị cam là màu vàng đậm. Tiếp tục. Ờ à, các cháu ơi, đây các cháu nhìn này, bà làm hết các vị đấy rồi các cháu nhìn này đấy. Được nhiều không? Thì bây giờ bà sẽ bỏ vào tủ lạnh vào ngăn đông nhá. Đúng 24 tiếng đồng hồ là mang ra là chén thôi nhá. Rồi, bây giờ bà đi thôi. Các cháu ơi, đấy, thế là món kem hoa quả của bà nay đây làm xong hết rồi đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng tới đây thưởng thức với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà lấy vào mời các cháu nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, đây. Bà mời cháu này, đây là que kem Thăng Long này. Bà ơi, cháu này cho cái que to to này, ăn thôi. Bà cho cháu này que kem to to đây, à đây, cho Khánh đây. Này, cho bạn Khánh que kem Thăng Long nhá. Còn đấy. Cái Thăng Long cho cháu đây là kem Thăng Long này. Đấy. Này, đây, cho cháu Hoàng quyền luôn. Cháu xin nhá. Còn đây là dưa hấu này, cho cháu này. Wow, dưa hấu, đặc màu dưa hấu này. Bà cho cháu gái nhá. Thôi, bà cho con kem dứa ấy. Ở đây cho con kem dứa. Mình bóc luôn các bạn. Rồi, đây là kem... Mình kem cam này. Luôn, các bạn cho Bách. Trời ơi, cháu ơi. Ngon đấy, bà. Thăng Long hả? Bà cho cháu này ăn Thăng Long. Đây, cho cháu quyền này. Đây à, thầy thầy. Ui. Cháu lấy đi. Các bạn, nó bung bung ra các bạn. Màu đẹp thật các bạn. Rồi. Bây giờ bà mời các cháu nhá. Bà ăn que kem này là que kem dứa. Mình mời các bạn nhá. Bà cho cháu Hương ăn kem cam. À, đây. Mát thật các bạn ạ. À, con ăn kem cam. Mát thật bạn ơi. Đấy. Bốc được à? Đó, các cháu này, đây là kem kem dứa này. Bà mời các cháu nhá. Bà mời các cháu ăn đi nhá. À. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn. Ngon thật. Các cháu ạ, à, nó chua chua. Ngon mà. Đậm vị dứa luôn. Wow. Ngon đấy. Mặn ghê. À, toàn mùi cao các bạn ạ. Mình chỉ ra mùi dứa. Các bạn ơi, kem Thăng Long ăn toàn mùi Thăng Long các bạn. Toàn mùi Thăng Long các bạn. Nó mát, mát nó thơm các bạn. Ăn nó hạt, nó có hạt xạo xạo xạo, ăn nó thơm nó mát các bạn nhá, nó ngọt nữa. Nó có hạt các bạn. Ăn ngon lắm các bạn ạ. Lâu lắm rồi mình mới được ăn kem này các bạn nhá, ngày xưa đi học. Các bạn ơi. Mẹ mua cho hai ăn nhưng mà lo lắm mới được ăn các bạn. Nói chung là tuyệt vời, ngon, mát. Anh em cam, em mùi luôn. Cam các bạn ạ. Ngon thật, mát. Kem ấy ngọt lắm anh nhờ. Nói chung là... Quá ngọt anh nhờ. Thật tức là ăn kem nó hợp lý anh em ạ. À, các bạn ơi, lần đầu tiên mình ăn cái kem mà để trong cái cốc này các bạn nhá. Nó to các bạn, cầm cũng mỏi tay vết, mình phải các cháo bạn tay bạn nhá. Lần đầu tiên mình thấy cái kem này to các bạn ạ. Các bạn ơi, kem toàn mùi dứa thôi các bạn ạ. Ăn rất chi là mát. Quả kem này hơi to, mình không cắn được các bạn. Kem to. Ăn kem toàn vị dưa hấu các bạn ạ. Cháu ăn. Ăn vào kem vị dứa, tinh vị dứa vào đây. Bà cứ để cái lắp vào nó đỗ chảy nước vào tay các cháu ạ. Đấy. Thế là bà thông minh vết nhỉ. Bà khéo cháu tay bà Tân ạ. Cháu ăn này nhé. Cháu ăn bà các. Chua chua. Má hả em ơi. Mát. Mời các bạn nha. Cháu ạ, nó chua chua vị dứa. Mát. Các bạn nó ngon quá, mình chắt lên cho nó đẹp trai các bạn. Các bạn nó to, khó cắn quá các bạn. Đầu tiên anh kem to này các bạn. Mát. Mát thật các bạn, anh ngon. Ngon. Nếu ngon. Tôi mới cam và. Các bạn ăn mười que vào. To lớn. Đây à. Có cháu nhìn màu đó à. Màu hạnh phúc đấy các cháu ạ. Xem nào. Tím thủy chung đấy. Tím thủy chung đấy. Nhìn như kiểu trái tim ấy mà. À. Cái linh phượng nhá. Các cháu nhìn này. Bà mời các cháu nhá, có kem Thăng Long chưa? Ăn đi em, không phải ăn cho béo em hơi gầy đấy. Đặc vị Thăng Long các cháu ạ. Đấy, rất là ngon. Các bạn ơi, thế các bạn nhá, đây là bạn gái của Duy các bạn. Đấy, bạn gái Duy đấy. Bạn gái Duy quý các bạn ạ. Mấy cháu lại ít tuổi lắm các cháu ạ, toàn 2009 thôi. Đâu, lớp 10 thôi, lớp 10. Đâu, con cháu còn đi học. Lớp 8 ạ. Anh Hoàng thích, anh Hoàng cứ đổi với mình. 2006 các bạn.
Các cháu ơi, bà ăn kem hoa quả này nó toàn vị hoa quả đấy các cháu ạ. Nó không biến thái mất vị đâu, ăn rất là ngon. Đấy, khi mà ăn vào thăng long nó lại vị thăng long các cháu ạ. Đấy, chỉ tội là bà không cho cái bột kem cho lên là ăn nó hơi dăm đá một tí các cháu nhá. Nấu kem đá ngày xưa năm 2000 mấy anh nhỉ? Hơi bé hay ăn các bạn? Hơi bé. Các cháu mạnh lên. Tí bà cho mỗi cháu hai chú về làm quà nhá. Nhất là cháu Hồng cho 5 quà, làm quà. Đấy, người yêu gì cho nhiều. Cho 10 cái bà ạ. Các anh đằng sau cứ trêu cháu gái này. Đúng rồi. Bán đầu chứ. Các bạn ơi, ăn một que này lo luôn các bạn. Que kem bà Tân làm to thật các bạn. Làm bằng cái cốc các bạn nhá. Đúng rồi. Có mình thấy cái này cũng to bà. Mọi người vẫn chưa ăn que hết que thứ nhất, mình ăn sang que thứ hai của bạn. Yêu ơi. Vậy. Ăn vậy em chẳng thấy béo các bạn. Đây mình hết gần hết một que rồi. Nói chung là lo quá. Mình gần hết lo. Gõng kẹo và đây làm khổng lồ rồi các bạn. Lo quá. Các cháu ơi, đấy cái món kem hoa quả ở đây là bà cảm nhận ăn là nó rất là đặc vị hoa quả nhá, nó không mất vị đâu. Thì các cháu ơi, đấy mấy bà cháu nhà bà ăn không hết được. Tí bà cho mỗi cháu hai chú về làm quà nhá. Thì các cháu ơi, các cháu bây giờ có khả năng là bà dừng clip rồi nhá. Các cháu xem video này của bà có thấy hay thì like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu. Chào các bạn nhá.